Cảm ơn thầy Thi Hùng, cảm ơn các báo cáo viên cũng như các chủ tọa của phiên trước. Thì chúng ta cũng không không còn nhiều thời gian, chúng tôi xin phép được chuyển sang phiên 2. Thì chủ tọa phiên 2 á, thì có tiến sĩ Lê Văn Tuấn với thêm tiến sĩ Nguyễn Thu Huyền là phó giám đốc bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, và xin mời tiến sĩ Huyền ạ. Kính chào các thầy, các cô và toàn thể các bạn đồng nghiệp. Mặc dù là thảo luận rất là sôi nổi nhưng chúng ta vẫn phải nhường cho phiên tiếp theo. Và đầu tiên xin mời tiến sĩ Lê Văn Tuấn, bộ môn thần kinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với báo cáo chẩn đoán và điều trị migraine. Xin mời tiến sĩ Lê Văn Tuấn. Cảm ơn tiến sĩ Huyền. Thì tôi xin nói một số các ca lâm sàng liên quan đến migraine, cũng xin nói ngắn gọn thôi, mặc dù là cũng nhiều slide. Đây là bệnh án 1, bệnh nhân nữ 20 tuổi đến khám vì đau đầu. Cơn đau đầu xuất hiện từng cơn, khoảng 6 giờ đau nhiều. Thường đau một bên, có khi là đau bên phải, khi bên trái, đau kiểu mạch đập. Trong cơn bệnh nhân không có nôn hay nôn, tuy nhiên bệnh nhân rất sợ ánh sáng và sợ âm thanh. Bệnh nhân đã từng bị 7 lần như vậy. Bệnh nhân này khám hoàn toàn bình thường và không ghi nhận tác dụng phụ của thuốc hay hóa chất nào khác gây đau. Vấn đề ở bệnh nhân này chúng ta đặt ra là đau đầu này là nguyên phát hay thứ phát. Thì với các đặc điểm mà đau đầu như vậy thì chúng ta có thể lựa chọn xem bệnh nhân này đau đầu là dạng migraine hay đau đầu loại căng thẳng, đau đầu cụm hay đau nửa sọ kịch phát hay đau đầu liên quan giấc ngủ. Chúng ta xem về mặt tiêu chuẩn chẩn đoán của ICHD của Hội Đau đầu Thế giới. Thì trong tiêu chuẩn này thì bệnh nhân này phù hợp với một loại gọi là đau đầu migraine loại cổ điển, hay chúng ta hay gọi là đau đầu migraine loại tiền triệu. Thật ra thì có rất là nhiều loại, tuy nhiên thì chúng ta biết là nó thường người ta chia là hai loại, loại có tiền triệu và không tiền triệu, thì bệnh nhân này thỏa các tiêu chuẩn như vậy. Vấn đề đặt ra là tỷ lệ người bị migraine có đau đầu loại căng thẳng là bao nhiêu. Chúng ta xem với các tỷ lệ là 14%, 34%, 54%, 74% và 94%, thì thật sự ra một cái tỷ lệ trong một cái báo cáo này là nó cũng khá cao, đến 94%. Tỷ lệ thực tế thì nó có thể không phải nhiều lắm, nhưng mà cái này nó nói là một điều ở chỗ là một người mà chúng ta chẩn đoán đau đầu migraine thì người đó có thể có thêm một cái chẩn đoán đau đầu loại căng thẳng. Như vậy thì khi mà về mặt chẩn đoán thì mình ghi hai cái chẩn đoán. Bệnh nhân này thì khả năng đến 50 tuổi có còn bị migraine hay không? Như chúng ta thấy là tỷ lệ 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Thì có thể là đến khoảng một nửa trường hợp là migraine nó có thể kéo đến tuổi này. Như thế thì chúng ta thấy là có nhiều khi những người lớn tuổi họ vẫn có tình trạng migraine, là do cái tình trạng migraine đây là một cái bệnh lý mãn tính mà. Trường hợp thứ hai, bệnh nhân nữ 39 tuổi, bệnh nhân này đến khám vì đau đầu. Bệnh nhân đau đầu đã lâu, tuy nhiên khoảng 5 tháng nay đau thường xuyên với tần số gần như mỗi ngày. Khoảng 1 2 ngày thì bệnh nhân đau đầu nhiều, tức là gần đây chúng ta thấy cái tần số nó gần hơn, cơn đau khoảng 5 giờ kiểu mạch đập, kèm buồn nôn sợ ánh sáng. Bệnh nhân thỉnh thoảng dùng thuốc giảm đau, khám thì không ghi nhận bất thường. Chẩn đoán bệnh nhân này thì chúng ta thấy là bệnh nhân này với một cái đau đầu migraine trước đây, nhưng mà bây giờ tần số cơn rất là sát nhau, cứ một một ngày như vậy rồi nghỉ một ngày là có những cái cơn đau và kéo dài trên 3 tháng. Thì với đặc điểm này thì bệnh nhân được chẩn đoán đây là đau đầu migraine loại mãn tính. Chúng ta thấy là ca 1 là đau đầu migraine cổ điển, nhưng mà đây ca kế tiếp này là loại mãn tính. Loại mãn tính này chúng ta cũng thực sự cần lưu ý là về vấn đề mà điều trị nó sẽ khó khăn hơn. Các tiêu chuẩn như là đau đầu, bệnh nhân có thể có những loại đau đầu như là kiểu đau đầu như là đau đầu loại căng thẳng hay migraine ít nhất 15 ngày trong một tháng trên 3 tháng. Xuất hiện ở bệnh nhân đã có ít nhất 5 cơn của đau đầu migraine và trong ít nhất 8 ngày mỗi tháng và kéo dài như vậy trên 3 tháng, thì bệnh nhân có đặc điểm là đau đầu migraine không tiền triệu hay là đau đầu migraine với tiền triệu, và bệnh nhân nghĩ là đau đầu migraine này lúc khởi phát hay là đáp ứng với các thuốc mà đặc hiệu và không có chẩn đoán khác. Chúng ta xem là tỷ lệ đau đầu mãn tính trong dân số thì nó khoảng bao nhiêu, 2%, 4%, 6%, 8% hay 12%, thì báo cáo này cho thấy là khoảng 4%. Giờ là một con số nó cũng không phải là nhỏ, tức là chúng ta hình dung là cứ 100 người chúng ta gặp thì sẽ có thể là có 4 người sẽ bị đau đầu mãn tính. Nhưng mà với những người mà 100 người chúng ta gặp 4 người đau đầu mãn tính như vậy thì bao nhiêu người là bị migraine mãn tính? Tỷ lệ 2%.
một con số này thực sự là cũng không phải là thấp. Như chúng ta biết là tỷ lệ động kinh thì khoảng 1%, migraine mãn tính thì 2%. Tuổi trung bình thường gặp của migraine mãn tính là bao nhiêu? 15, 25, 35, 45. Thì đây là một báo cáo cho chúng ta thấy tuổi trung bình nó khoảng là 45. Như thế thì hình dung đâu đó, nếu chúng ta gặp một người migraine tới bệnh viện lứa tuổi khoảng tuổi trung niên như thế này thì có nhiều khả năng người đó có thể bị migraine mãn tính. Trường hợp lâm sàng thứ ba, bệnh nhân nam 36 tuổi nhập viện bị đau đầu nhiều kèm nôn ói, cơn đau đã được 12 giờ, bệnh nhân được dùng thuốc giảm đau từ tối và đến sáng sau hết đau, bệnh nhân có tiền căn đau tương tự. Bệnh nhân đã từng vào hai bệnh viện trước đây, đã khảo sát MRI não như kết quả bình thường. Vấn đề ở chỗ bệnh nhân này là bệnh nhân thỏa tiêu chuẩn chẩn đoán migraine. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là những người bị migraine có thể chưa được chẩn đoán hay là chưa được điều trị phòng ngừa hiệu quả lắm. Ví dụ như đây là báo cáo cho chúng ta thấy là migraine được chẩn đoán 48% so với không chẩn đoán là 52%. Cũng giống như là một cái báo cáo mà gần nhất trong cái nghiên cứu là Cameo này, thì người ta cũng ghi nhận là khoảng dưới 10% hiện là chỉ được điều trị phòng ngừa thôi. Và thêm 10% nữa là phòng ngừa không hiệu quả. Tức là chúng ta thấy là cái tỷ lệ nó điều trị được phòng ngừa không phải là tốt lắm, mặc dù cái tiêu chuẩn phòng ngừa bệnh nhân cũng khá rõ ràng. Lợi ích của việc điều trị phòng ngừa là giảm tần số cơn, cũng giống như cơn nếu tái phát thì cũng nhẹ hơn. Tỷ lệ bệnh nhân được điều trị phòng ngừa, như chúng ta thấy trong một cái tỷ lệ như thế này thì nó khoảng bao nhiêu, thì khoảng 7-13% được phòng ngừa. Này, một cái báo cáo thì cũng không phải là mới lắm, nhưng mà những báo cáo gần đây thì tỷ lệ được điều trị phòng ngừa cũng không phải nhiều. Điều đó nói lên là cái khoảng trống điều trị của những người migraine. Do đó thì trong thực tế, nếu mà chúng ta gặp những bệnh nhân với đặc điểm đau đầu migraine, chúng ta xem coi bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân có thể được điều trị phòng ngừa thì chúng ta nên đề xuất điều trị phòng ngừa cho họ. Cũng giống như đây chúng ta thấy là với những người mà 25,7% họ gặp tiêu chuẩn phòng ngừa đó, thì họ vẫn không được điều trị phòng ngừa tốt lắm. Cũng giống như là nếu gặp bệnh nhân migraine thì chúng ta chỉ không thể nào nói đó chỉ là migraine, nhưng mà chúng ta vẫn nên xem xét đó là một bệnh lý tổng thể hơn là chỉ là những cơn đau đầu. Trường hợp số 4 là bệnh nhân nữ 51 tuổi, bệnh nhân đến khám vì đau đầu vùng trán hai bên, đau âm ỉ, thỉnh thoảng bệnh nhân đau đầu nhiều, tiền căn trước đây bệnh nhân có đau đầu từng cơn kèm nôn, mỗi lần đau đầu thì chỗ yên tĩnh nằm nghỉ, rồi sau này thì bệnh nhân dùng thuốc giảm đau khá nhiều. Chúng ta thấy như vậy bệnh nhân đi khám hoàn toàn bình thường. Bệnh nhân này thì do chất đau đầu thay đổi với việc mà dùng thuốc giảm đau khá nhiều, bệnh nhân được chẩn đoán đây là đau đầu do dùng thuốc quá nhiều. Thì với đau đầu do dùng thuốc quá nhiều, đây là một điều mà chúng ta cũng thực sự cần lưu ý. Này, đó, tình trạng này rất hay xảy ra ở những người migraine, đặc biệt là những người migraine mãn tính. Tại vì chúng ta biết migraine là cái tình trạng mà đau đầu khá nhiều và người ta có khuynh hướng phải dùng thuốc giảm đau. Như vậy thì nếu đau đầu trên 15 ngày trong một tháng, ở những người đau đầu trước đây, bệnh nhân dùng thường xuyên các thuốc trên 3 tháng, thì các thuốc đó có thể là các thuốc mà thông thường, ví dụ như paracetamol hay là NSAID ít nhất 15 ngày trong một tháng, hay là nhóm đặc biệt như triptan, opioid ít nhất 10 ngày trong một tháng. Với tính chất đau đầu thay đổi thì đau đầu này do dùng thuốc quá nhiều, đau đầu này chúng ta thấy là rõ ràng là điều trị sẽ khó hơn, tỷ lệ khoảng 1-1.4% dân số. Cũng giống như đây là một cái báo cáo cho chúng ta thấy là đôi khi nó có thể lên đến 11-70% trong dân số. Việc điều trị của đau đầu dùng thuốc quá nhiều, quan trọng là phải ngưng thuốc giảm đau. Nhưng mà ngưng thuốc giảm đau thì có thể bệnh nhân rơi vào tình trạng gọi là hội chứng cai thuốc. Lúc đó bệnh nhân có thể là đau đầu nhiều hơn, buồn nôn, ói, lo âu, nhịp tim nhanh, hạ huyết áp hay mất ngủ. Và việc điều trị có thể lúc này có thể cần phải bù nước hoặc là phải dùng thêm một số các thuốc, ví dụ như là diazepam hay là corticoid. Và nếu bệnh nhân đau đầu nhiều thì bệnh nhân có thể được phép dùng lại các thuốc giảm đau, nhưng mà không phải thuốc giảm đau bệnh nhân dùng trước đây mà gây ra cái đau đầu do dùng thuốc quá nhiều. Về mặt guideline điều trị thì thực sự ra cũng không có guideline gì mới lắm. Đây guideline cũng khá cũ, năm 2011 của châu Âu. Thì đối với guideline này thì họ cũng khuyến cáo là trong các thuốc điều trị phòng ngừa thì chỉ có topiramat thì là thuốc điều trị phòng ngừa, hoặc là một cái báo cáo mới nhất năm 2020 thì có một thêm một số các thuốc, ví dụ như botulinum toxin A trong một số trường hợp migraine mãn tính, hoặc là nhóm mà chúng ta gọi là kháng thể đơn dòng. Đây là trường hợp thứ 5, là bé trai 4 tuổi, bé này đến khám vì đau bụng. Bé này có nhiều cơn đau bụng tương tự, cơn thường kéo dài khoảng 1,5 giờ, đau quằn quanh rốn, mức độ đau thường vừa. Trong cơn nhìn bé rất xanh xao, bé được khám và điều trị tiêu hóa nhiều lần. Đây là tình huống ta thấy rất là rõ ràng là một cái bé trai đau bụng với một bệnh lý tiêu hóa. Thì đứa bé này thì cuối cùng là được chẩn đoán là migraine bụng với các tính chất như chúng ta thấy là ít nhất 5 cơn đau bụng, thỏa với các tính chất như là đau đường giữa, tính chất âm ỉ, đau cường độ vừa đến nặng,
Bệnh nhân có thể kèm các triệu chứng như là chán ăn, buồn nôn, ói, xanh xao. Các cơn kéo dài 2 đến 72 giờ nếu không được điều trị và giữ các cơn thì bình thường. Thì tần số của những đứa bé mà đau bụng này mà được chẩn đoán migraine bụng là chúng ta thấy là tỷ lệ là khoảng bao nhiêu? Thì nó khoảng 4 đến 15%, một tỷ lệ không phải là thấp. Trường hợp thứ 5, đây là một bé gái 5 tuổi đến khám vì các cơn chóng mặt. Để chúng ta thấy là chóng mặt thường là gặp người lớn, hiếm gặp trẻ em. Đứa bé này thường có những cái cơn chóng mặt đột ngột khoảng 30 phút. Ngoài cơn thì bình thường, bé được khám thần kinh bình thường và được chụp MRI não bình thường. Thì bé này có khả năng được chẩn đoán đây là một cái chóng mặt mà kịch phát lành tính. Nó không phải là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính. Chúng ta lưu ý này là chóng mặt kịch phát lành tính với một các tiêu chuẩn như vậy. Một trường hợp số 7 là bệnh nhân nam 38 tuổi đến khám vì chóng mặt. Bệnh nhân có nhiều cơn chóng mặt khoảng 15 phút. Những cơn chóng mặt thì không kèm đau đầu. Tuy nhiên thì bệnh nhân có những cơn chóng mặt có thể kèm đau đầu. Bệnh nhân có tiền căn migraine, khám thì hoàn toàn bình thường. Việc chẩn đoán bệnh nhân này là nó thỏa cái tiêu chuẩn là gọi là migraine tiền đình. Chúng ta biết là trong các bệnh nhân mà rối loạn tiền đình thì có 3 nguyên nhân tiền đình ngoại biên thường gặp, mà một nguyên nhân tiền đình trung ương thường gặp. Thì nguyên nhân tiền đình trung ương thường gặp là migraine tiền đình với các đặc điểm như là ít nhất là 5 giai đoạn thỏa tiêu chuẩn sau: bệnh nhân có tiền căn migraine hay là không có migraine, có tiền triệu hay không tiền triệu, triệu chứng tiền đình thì vừa hay nặng, kéo dài từ 5 phút đến 72 giờ, ít nhất là 5 giai đoạn liên quan đến một trong 3 đặc điểm của migraine và loại trừ các nguyên khác. Thì các đặc điểm migraine như là đau một bên, đau kiểu mạch đập, cường độ vừa hay nặng, tăng khi hoạt động, sợ ánh sáng, sợ âm thanh, tiêu thị giác. Thì tỷ lệ migraine tiền đình ở bệnh nhân chóng mặt là bao nhiêu? Chúng ta thấy là nó khoảng 20%, một tỷ lệ cũng khá cao. Và người ta so sánh các mẫu mà gọi là đặc điểm của chóng mặt với những đặc điểm đau đầu thì như thế nào? Thì đây là một cái báo cáo cho chúng ta thấy là nhóm mà khởi phát chóng mặt và đau đầu cùng lúc của migraine tiền đình thì cái nhóm chống thì triệu chứng chóng mặt này nặng hơn và dài hơn so với nhóm mà triệu chứng chóng mặt khởi phát sau hay là khởi phát trước đó. Bệnh nhân migraine tiền đình so với migraine không thì thường có đặc điểm là tỷ lệ nữ nó cao hơn hẳn. Thì chúng ta biết migraine nữ cao rồi, nhưng mà nhóm này cao hơn nữa. Thường gặp mãn kinh, trầm cảm, bệnh nhân có một số đặc điểm say tàu xe hoặc là bệnh nhân một số liên quan một số loại thức ăn khác, cũng giống như là người migraine tiền đình thì cho thấy là có một cái tỷ lệ lo âu cao hơn. Về vấn đề điều trị migraine tiền đình thì thực sự ra cũng không có một cái thuốc gì mà rõ ràng trong vấn đề điều trị. Người ta cũng chỉ khuyến cáo là có thể dùng các thuốc điều trị phòng ngừa như là phòng ngừa migraine thường. Thì để tóm tắt lại bài báo cáo này thì cho chúng ta thấy là đến 7 cái trường hợp lâm sàng của migraine chúng ta có thể tình huống chúng ta có thể gặp trong thực hành lâm sàng hàng ngày, với một cái phổ đa dạng, với những cái đặc điểm khác nhau từ cơn đến mãn tính đến dùng thuốc quá nhiều, cũng giống như những dạng trẻ em hoặc là migraine tiền đình. Do vậy thì chúng ta cũng cần lưu ý, cũng giống như là có biện pháp điều trị thích hợp. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp đã theo dõi. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Tân Tuấn. Thực ra vấn đề đau đầu migraine chúng ta nghe cũng rất là quen thuộc rồi, nhưng thực tế các bệnh nhân với các cái triệu chứng lâm sàng đa dạng thì họ sẽ đến các phòng khám khác nhau ở các chuyên khoa, và nếu như bác sĩ không kiên nhẫn cũng như là cùng cái sự phối hợp với bệnh nhân không được tốt thì chúng ta sẽ đưa ra các chẩn đoán khác nhau và chúng ta sẽ điều trị cái giai đoạn cấp, và bệnh nhân hoặc là bệnh nhân điều trị một thời gian cũng dễ đỡ thì cũng sẽ có thể là bỏ, không theo kết hợp với cùng bác sĩ về lâu dài nữa. Đấy cũng là một cái vấn đề khó khăn, và nhiều bệnh nhân thực sự khi đến với các bác sĩ chuyên khoa thần kinh thì cũng đã trải qua rất nhiều các chuyên ngành khác và đã đi khám ở nhiều nơi. Cho nên hôm nay những qua ca lâm sàng từ những cháu bé đến những người cao tuổi và đặc biệt là những người nữ giới thì cũng sẽ có giúp cho các bác sĩ chúng ta có thêm những cái tiêu chí chẩn đoán và theo dõi được sát sao hơn. Vâng, xin mời anh Tuấn tiếp theo. Kế tiếp thì do chúng ta cũng không còn nhiều thời gian, chắc có lẽ là xin phép phần thảo luận là để sau cùng hết nếu chúng ta có thời gian. Xin mời bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Thị Phương Nga, hiện đang là trưởng khoa thần kinh Bệnh viện Thống Nhất. Thì bác sĩ Nga sẽ trình bày về chủ đề là suy giảm nhận thức sau đột quỵ, cập nhật khuyến cáo ESO EAN 2021. Xin mời bác sĩ Nga. Em kính chào các thầy cô trong chủ tọa đàm và kính chào các anh chị đồng nghiệp. Em xin share cái màn hình. Dạ, các thầy không có thấy các thầy nghe. Có thấy nghe. Cái slide có đi chưa ạ? Nghe phóng to lên. Dạ.
Rồi. Được chưa? Rồi. Dạ được chưa thầy? Rồi rồi, rồi. Tốt rồi nghe.